Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, những người làm phim 90 tập Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình phải cần nghiêm túc đến chính những số liệu không đúng trên phim về trận lục ở miền Bắc năm 1971 cho chính xác nếu không rất nguy hại cho sự nhận thức của xã hội và cũng cần có lời xin lỗi của những người lãnh đạo sản xuất bộ phim đến nhân dân và công chúng đã xem phim này chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết bộ phim Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình cần phải được đính chính và bổ khuyết nghiêm túc phần 20 100.000 người bị thiệt mạng trong trận lục lịch sử xảy ra tháng 8 năm 1971 của cựu chiến binh chế Trung Hiếu những con số trong phim 90 tập được đưa ra gây cho người xem nghi ngờ sự chính xác như trong các bài phản ứng, bộ phim nói trên của tôi, tôi đã chứng minh rất nhiều số liệu, nhiều sự kiện lịch sử được những người làm phim đưa ra đều đáng nghi ngờ và nếu là những người có vai trò lãnh đạo quan trọng để dựng phim này thì cần thẩm định lại nghiêm túc, nếu không sẽ đưa người xem đến sự hoang mang và nghi ngờ rất nguy hại cho tương lai đất nước. Hôm nay tôi xin hỏi những người làm phim tập năm 1971 Họ lấy đâu ra số liệu có 100.000 người bị thiệt mạng trong trận lũ lụt lịch sử xảy ra tháng 8 năm 1971. Không có gì là quá khó khăn để lấy các số liệu về trận lụt lịch sử này. Chỉ cần vào các trang sử chính thống như lịch sử đảng bộ Hà Nội, lịch sử đảng bộ Hải Dương, Bắc Ninh thì sẽ tìm thấy. Những người làm phim lấy trên mạng những cũng có những số liệu chính xác nhưng cần có sự cần mẫn, thận trọng và nghiêm túc thì sẽ có. Đừng để những người cẩu thả, thiếu kiến thức và đạo đức cách mạng kém cỏi làm phim lịch sử cách mạng thì chỉ chuốt lấy sự nguy hại cho cách mạng mà thôi. Những con số đáng tin cậy về trận lục năm 1971. Theo tài liệu tình báo CA đã được giải mật gần đây, ngày 16 tháng 4 năm 2010 thì trận lục vừa xảy ra hai tuần trước của tháng 8 ở Bắc Việt Nam trên vùng Châu Thổ Sông Hồng là trận rụt lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử, có tổn thất một ít về nhân mạng đã được kiểm tra nhưng về mùa màng thì bị hư hại khá nặng, có thể đến 15% các hư hỏng đang được tiến hành khắc phục. Việc nhập khẩu lương thực từ các nước đồng minh cộng sản cũng đang tính đến để bù đắp và sự thiếu hụt lương thực do lũ gây ra. Sự gián đoạn hệ thống giao thông vận tải đã làm cô lập Hà Nội với các vùng trong đất nước. Việc sửa chữa hệ thống giao thông đang được tiến hành ngay. Ngành công nghiệp cũng bị tổn thất nhưng ít hơn, mặc dù cũng bị trì trệ cho lũ lụt gây ra. Chụp ngày 3 tháng 9 năm 1971, ảnh cho ta thấy rằng nước lụt đã rút, đường sắt vẫn còn gián đoạn, mưa đã dừng hẳn, sự phục hồi chắc sẽ được nhanh chóng. Trận lụt dường như không ảnh hưởng nhiều đến sự chi viện lương thực và quân sự của miền Bắc cho chiến trường miền Nam qua ngã Lào như kẻ thù đã làm nhiều năm qua để dự trữ đặc biệt là thường lệ vào tháng 10 hàng năm. Ghi chú tài liệu này được chuẩn bị bởi Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế được phối hợp với CA. Những con số mâu thuẫn cần loại bỏ. Trong website, một bài báo có tựa đề trận lụt lịch sử ở Bắc Việt làm chết hơn 100.000 người. Nhưng phía dưới lại viết hoàn toàn khác. Lũ lụt xảy ra hàng năm ở đồng bằng sông Hồng trên diện rất rộng, dẫn tới mùa màng bị phá hoại nghiêm trọng cả về tổn thất nhân mạng trận lụt lớn nhất được ghi nhận xảy ra cuối tháng 8 năm 1971 làm chết khoảng hơn 500 người, hơn 2 triệu người và 250.000 hecta lúa bị ảnh hưởng, tổn thất ước tính tới 1 tỷ đô la. Ha ha, đây rồi, những người làm phim cẩu thả sớt trên Google rồi cóp liền cái tiết của bài báo theo kiểu lá cải rồi cho vào phim của lịch sử dân tộc nhằm gây hoang mang, kinh hoàng cho thế hệ trẻ là đây. Qua các tài liệu nêu trên, chúng ta thấy rằng trận lụt tháng 8 năm 1971 ở đồng bằng sông Hồng là một trận lụt lịch sử, nhưng chỉ gây tổn thất nhân mạng trên 500 người. Con số này là phù hợp với con số được nêu trong các bộ lịch sử đảng bộ Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh và Hương Yên. Những người làm phim 90 tập phải cần nghiêm túc đính chính số liệu trên phim cho chính xác, nếu không rất nguy hại cho sự nhận thức của xã hội vậy. Và cũng cần có lời xin lỗi của những người lãnh đạo sản xuất bộ phim đến nhân dân và công chúng đã xem phim này.